Mình là Mỹ Uyên, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero. 49 bàn thắng ghi từ chấm đá phạt của siêu sao Roberto Carlos. Năm 1997, tại giải đấu tiền World Cup, Roberto Carlos tước tung lưới đội tuyển Pháp bằng pha sút phạt đi vào lịch sử. Theo lý giải của các nhà khoa học, thông thường với một cú đá kiểu như thế, trái bóng sẽ đi chệch ra khỏi khung thành. Trong đoạn clip, một nhân viên nhặt bóng ngồi phía sau biển quảng cáo đã cúi đầu xuống vì sợ bóng lao trúng mặt. Nhưng do lực sút quá mạnh và khoảng cách xa, trái bóng đã lệch khỏi quỹ đạo thông thường và chuyển hướng đi vào khung thành, biến thành bàn thắng. Hai nhà khoa học của trường đại học Bách khoa Paris đánh giá đây là một trong những quả đá phạt kỹ thuật từng được thực hiện và Roberto Carlos không hề ăn may. Cùng điểm lại 49 bàn thắng ghi từ chấm đá phạt của siêu sao Roberto Carlos nhé! Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai của tụi mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé! Hẹn các bạn ở các video tiếp theo! Nếu xét về nghệ thuật trong bóng đá, chúng ta có thể kể đến lối chơi tấn công tổng lực nổi tiếng của cơn lốc màu da cam, lối đá tốc chiến tốc thắng đúng theo phong cách người Đức hay đỉnh cao nghệ thuật phòng ngự đưa người Ý bước lên bục cao nhất tại World Cup 2006. Và chắc chắn không thể nào bỏ lỡ lối đá cống hiến hoa mỹ và nguồn cảm hứng vô tận đến từ những điệu nhảy mê hoặc của các vũ công Samba Brazil. Đa phần các ngôi sao của Selecao chơi bóng theo phong cách rất bay bổng và sở trường của họ có lẽ là dốc bóng để đua tốc độ và vượt qua đối phương, trong đó có Roberto Carlos. Tàu siêu tốc người Brazil không chỉ giỏi ở khâu nước rút, phòng ngự mạnh mẽ và kỹ thuật thượng thừa. Hậu vệ cánh trái khét tiếng một thời còn khiến các đối thủ khiếp sợ với những pha nã đại bác kinh điển từ chấm đá phạt. Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m68, nhưng bắp đùi chắc nịch của Roberto Carlos mới là điểm tựa vững chắc để siêu sao người Brazil có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc trong làng túc cầu. Và có lẽ đa phần các khán giả ở đây chắc chắn sẽ nghĩ về Carlos nếu được hỏi rằng cầu thủ nào sở hữu vòng đùi khủng nhất. Những yếu tố trên lại cho phép cựu hậu vệ của Real giữ thăng bằng tốt hơn vì trọng tâm của anh đặt thấp hơn so với các cầu thủ khác. Và đặc biệt là phần móng cực kỳ chắc chắn lại gia cố thêm cho sự bền bỉ của Carlos. Và cũng từ những yếu tố đó lại một lần nữa là lợi thế cho siêu sao người Brazil khi anh có thể tạo ra những điều khác biệt với những cú sút phạt đưa bóng bay với vận tốc xé gió. Roberto Carlos cũng sở hữu một phong cách chạy đà trước khi xuất phạt khá đặc biệt. Anh thường lấy đà rất xa và tạo ra một góc lệch so với đường thẳng từ bóng đến khung thành khoảng 45 độ. Nếu xét theo kỹ thuật thì đây là góc có lợi nhất để tạo ra một lực cực đại. Anh di chuyển rất chuyên nghiệp với những bước nhỏ lúc bắt đầu và sau đó mới là những bước dài cho đến khi tung ra pha dứt điểm. Sở thích của siêu sao người Brazil là những cú rocket bằng má ngoài đưa bóng đi rất xoáy và đi với tốc độ của tiền lương mới về. Và đặc sản trong phong cách sút kiểu này của Carlos chính là siêu phẩm để đời anh ghi vào lưới của thủ thành Fabien Barthez của tuyển Pháp trong trận giao hữu ở Stade de France 1997. Cú sút với quỹ đạo ảo diệu đã làm đau đầu các nhà khoa học trong một thời gian dài để tìm ra lời giải đáp. Hoặc đôi khi ở những góc sút thuận lợi có thể tận dụng tối đa lực sút từ cái vòng đùi quá khổ của mình, Roberto Carlos chẳng ngần ngại ra chân hết sức và sút bóng trực diện vào khung thành đối phương, khiến đường bóng găm thẳng vào góc khung thành, hoặc cũng có thể vụt qua trước mặt thủ môn rồi bay vào lưới. Có thể do người gác đền đối phương không kịp thấy quả bóng, hoặc cũng có thể thấy nhưng không muốn chạm vào bóng để đảm bảo an toàn cho đôi tay. Và tất nhiên trong những tình huống đó, hàng rào của đối thủ cũng tỏ ra mỏng manh hơn bao giờ hết. Họ đồng loạt né bóng
vì chắc chắn không ai muốn phải lánh trọn quả bóng từ một cú sút của đôi chân sở hữu cái bắp đùi kinh dị ấy. Với những gì Roberto Carlos sở hữu, anh dĩ nhiên sẽ là cái tên mà bất cứ câu lạc bộ lớn nào cũng phải thèm muốn, vì nếu có hậu vệ này, cánh trái của đội bóng chắc chắn sẽ gia tăng chất thép. Những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ của đối thủ có khả năng sẽ phải tìm phương án khác thay thế cho những màn đua nước rút nếu muốn vượt qua tàu siêu tốc. Và cũng với tốc độ của một chiếc xe đua công thức F1, Carlos dĩ nhiên là một phương án tạo đột biến trong những đường lên bóng của đội nhà khi anh cho khởi động khối động cơ của mình. Và một món vũ khí không thể bỏ qua chính là những cú sút trái phá từ những chấm đá phạt, giúp đội bóng nhanh chóng có bàn thắng để phá vỡ thế bế tắc và không phải tốn quá nhiều công sức hay toan tính chiến thuật tỉ mỉ trước đối thủ. Và cũng từ những dẫn chứng trên, sẽ không có gì bất ngờ khi sự nghiệp quần đùi áo số của Roberto Carlos cũng khiến không ít đồng nghiệp phải ganh tị. Tàu siêu tốc có 4 lần vô địch La Liga, 3 Champions League và 3 siêu cúp Tây Ban Nha cùng với Real Madrid trong 11 năm khoác áo đội chủ sân Santiago Bernabeu từ năm 1996 đến năm 2007. Với Selecao, Carlos đoạt được cú đúp danh hiệu Copa America và Confederation Cup 1997 và bảo vệ thành công chức vô địch Copa America năm 1999, là thành viên của Brazil tham dự suốt 3 kỳ World Cup từ 1994 đến 2002. Với giải đấu thế giới năm 1998 trên đất Pháp, anh là trụ cột đưa các vũ công Samba vào chơi trận chung kết và gục ngã cay đắng trước Zidane và Les Blues. Để rồi 4 năm sau, anh sát cánh cùng những Ronaldo de Lima, Ronaldinho, Rivaldo đăng quang ở đấu trường World Cup 2002 ở châu Á. Ngoài ra, anh còn được vua bóng đá Pele đưa vào danh sách 125 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất vào tháng 4 năm 2004. Các bạn vừa xem xong 49 bàn thắng từ chấm đá phạt của siêu sao Roberto Carlos. Nếu thấy video hay, đừng quên ấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.